Đắk Nông, quốc lộ 28 bị hư hỏng nặng bởi những dàn xe chở cát ngày đêm. Thực trạng tuyến đường quốc lộ 28 nối từ thị trấn Ea Tilin huyện Cư Rút chạy qua huyện Krông Nô, huyện Đắk Cờ Long tới thành phố Gia Nghĩa nhiều điểm đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và nỗi lo tai nạn giao thông. Thời gian qua, môi trường và đô thị Việt Nam liên tục nhận được phản ánh từ nhiều người dân sinh sống trên tuyến quốc lộ 28 tỉnh Đắk Nông về tình trạng ô nhiễm môi trường. Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra do tuyến đường bị hư hỏng nặng, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn chạy qua huyện Krông Nô. Ngày 24 tháng 12, phóng viên đã có mặt tại tuyến đường này để ghi nhận thực tế. Đúng như người dân phản ánh, tuyến đường này nhiều đoạn bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn mặt đường đã bị biến dạng hoàn toàn. Chỉ trong ít giờ ghi hình, phóng viên chứng kiến nhiều dàn xe trọng tải lớn chở cát mang logo Thống Nhất, Toán Thoa, Xuân Anh và cả những dàn xe không có logo nối đuôi nhau di chuyển qua tuyến đường này, làm cho tình trạng đường càng bị hư hỏng trầm trọng hơn. Những dàn xe này đi tới đâu là kéo theo bụi bay mù mịt tới đó, khiến người dân sống hai bên đường luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm. Khi có mặt thực tế nơi này thì mới hiểu được những gì người dân đã phải gánh chịu trong một thời gian dài. Việc di chuyển tham gia giao thông ở đây rất khó khăn, nhất là đoạn đi qua hai xã Quảng Phú và Đắk Nông huyện Krông Nô. Sau đoạn này tình trạng hư hỏng đang rất nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển qua đoạn này đều phải giảm tốc độ tối đa di chuyển chậm, nhất là đối với người đi xe máy hai bánh, mỗi khi gặp các xe đầu kéo, xe ben bốn chân chở cát phải dừng lại hoặc giữ khoảng cách xa, nếu không rất dễ bị tai nạn giao thông. Anh Dương sống tại thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô cho biết, đoạn đường trước nhà anh xe chạy tai nạn liên tục, xe chở đất, chở cát bụi bặm ô nhiễm, nhà không khi nào dám mở cửa, đoạn này đã có nhiều vụ tai nạn nặng. Phóng viên đặt câu hỏi, nguyên nhân do đâu đường bị hư hỏng như vậy, thì anh Dương lý giải do đa số là xe chở cát nặng chạy thường xuyên cả ngày lẫn đêm gây ra tình trạng trên. Anh Dương cho biết thêm, cạnh nhà anh là cửa hàng sửa chữa và kinh doanh hàng điện tử cũng trong tình trạng cửa đóng then cài do bụi bặm ô nhiễm không thể mở ra để kinh doanh được. Cùng nỗi bức xúc, ông Hòa, một người dân sống tại thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô cho biết. Tuyến đường này nhiều điểm hư hỏng, những khúc đi qua nhà ông là bị hư hỏng nghiêm trọng nhất. Mới cách đây mấy hôm là vừa có vụ lật xe tại điểm này, mà xe cát lên bụi bặm lắm, bụi chịu không nổi. Mà mùa mưa thì lầy, mùa nắng thì bụi. Người dân sống khu vực này cũng đã kiến nghị mỗi lần xe cát chạy qua thì tưới cho dần ít nước đỡ bụi, nhưng cũng không có. Liên quan đến tình trạng tuyến đường bị hư hỏng do hàng loạt xe chở cát trọng tải lớn chạy có dấu hiệu quá tải thì phóng viên đã liên hệ với ông Tuấn Anh, đội trưởng đội 1 cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Nông phản ánh tình trạng trên thì ông cho biết. Bên lực lượng vẫn tuần tra xử lý bình thường, còn việc xe chạy bụi bặm ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường xá theo nhiều báo chí và người dân phản ánh thì ông không nắm được. Phóng viên tiếp tục liên hệ trao đổi với ông Huy, phó chánh thanh tra. Ông Huy cho biết, quốc lộ 28 không có xe chạy quá tải và không có ai phản ánh cả, chỉ có xe tương đương, thậm chí là không đủ tải thôi. Khi phóng viên hỏi về việc có thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý lập biên bản các dàn xe này không thì được ông Huy cho biết đơn vị thường xuyên kiểm tra và hầu như tuần nào cũng có biên bản xử phạt. Còn việc phản ánh đường quốc lộ 28 hư hỏng thì không có, vì hư đến đâu thì sở đến đó rồi, tai nạn cũng đâu thấy vụ nào, khi hàng ngày hàng giờ cả một tuyến quốc lộ đang phải gồng mình cõng trên lưng hàng trăm lượt xe tải trọng lớn, chạy ngày lẫn đêm. Người dân thì phải sống chung với ô nhiễm bụi bặm và nỗi lo tai nạn giao thông luôn trực chờ thì lực lượng cảnh sát giao thông lại không nắm được. Phải chăng cung đường đau khổ này và hàng loạt dàn xe chạy từ các mỏ cát ra chỉ người dân mới có thể thấy, còn đối với lực lượng cảnh sát giao thông lại không thấy? Thực tế, vấn đề tuyến đường quốc lộ 28 bị xuống cấp hư hỏng, đặc biệt đoạn chạy qua huyện Krông Nô nơi có nhiều mỏ cát khai thác, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn ra vào lấy cát là một phần nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đường xá bị xuống cấp, người dân phải sống chung với bụi bặm ô nhiễm đã. Được nhiều cơ quan báo chí và người dân phản ánh nhưng chính quyền cũng như những lực lượng chức năng vẫn chưa vào cuộc một cách quyết liệt.